Nếu các bạn đang có nhu cầu muốn mua hạc liên quân thì hãy truy cập ngay kho hạc rẻ 24h.com. Tôi, Hữu Bộ, xin chào lại cho anh em. Tôi, Đô Trà, chào lại cho anh em. Tôi và Tiến, chào lại cho anh em. Tôi, Cường Seven, chào lại cho anh em. Tôi, Lâm Cô Đơn, chào lại cho anh em. Anh lại cô đơn à? Lại cô đơn rồi. Nhưng mà cô đơn, bạn này cô đơn thì dẹp sang một bên tạm đã. Để tôi nói với các bạn chủ đề chính của clip ngày hôm nay đã. Thì chủ đề chính của clip ngày hôm nay thì anh em mình lại quay trở lại với series Lồi Lẩu Khổng Lồ các bạn ạ. Thì kia anh em mình đã chuẩn bị rất là nhiều nguyên liệu rồi tôm hùm, thì để anh em mình làm cái lồi gọi là lồi lẩu tôm hùm khổng lồ. Thì ngay bây giờ mình sẽ cho các bạn xem số nguyên liệu này rồi xem số tôm hùm mà anh em mình đã chuẩn bị. Nếu các bạn mà thấy clip này có như mình hay thì các bạn tiếc một lượt like, một lượt chia sẻ video để ủng hộ anh em mình nha. Đây là số nguyên liệu mà anh em mình đã chuẩn bị để có thể làm lồi lẩu tôm hùm khổng lồ đó. Thì thực sự ở đây là rất là nhiều luôn, anh em mình chuẩn bị một cái lia luôn này các bạn này. Ở đây gồm có rau giá rồi rau ngổ, bạc hà, mấy cái loại này thì mình nghĩ là do ăn lồi lẩu tôm hùm nên là nó cần những cái này. Nhưng mình cũng thấy lạ bởi vì lần đầu tiên thấy ăn lẩu mà lại cho mấy cái loại rau này vào. Còn cái kiểu lấm kim này thì chắc là không lẩu nào thiếu rồi. Kia thì có đỗ nhưng mà không phải đỗ bắp, mà mình kiếm đỗ bắp không có, mùa này không có ấy. Giờ phải dùng cái đỗ này. Có xương ống để nhà mình linh nước dùng cho ngọt. Đỗ made in Việt Nam anh ạ. Dứa này rồi ớt. Rồi chả cá với xúc xích này. Đây, anh em mình chuẩn bị hai túi xúc xích ở dưới này đây. Đây, anh em mình cho vào thêm đặc sắc trong cái lồi lẩu đó. Còn lẩu Thái thì không bao giờ thể thiếu được. Lấm hương thì anh em mình đang ngâm sẵn rồi. Còn chuyển sang cái phần mà không thể thiếu được thì hả? Anh đừng bảo là hôm nay lẩu tôm mà anh thấy con tôm đây đổ vào. À không, cái này thì anh đã nói rồi, tức là cái này để anh để dùng nó có đủ gia vị tất rồi, mình sẽ không phải cho thêm gia vị gì nữa. Mang gói hạt lêm kia đi, chỉ là nếu mà có nhạt quá thì cho thêm một chút thôi. Đúng không? Còn bây giờ sẽ chuyển sang phần không thể thiếu được trong cái lồi lẩu tôm hùm đó, đó chính là tôm hùm các bạn ạ. Thì đây mình đã chuẩn bị 3kg tôm hùm baby, rất là nhiều luôn. Lúc mà mình mua về thì mình đếm đâu khoảng độ được 30 mấy con ấy, khá là nhiều luôn các bạn này. Đây, rất là nhiều, được một mâm luôn, nhưng mình xếp ra cho đẹp mắt. Ngay anh bây giờ nhắc ăn tôm hùm em thấy thèm rồi đấy. À đây, đây. Cường hôm nay không ăn. Cường thì dị ứng với tôm, có lẽ là hôm nay Cường lại phải ăn xương và ăn xúc xích thôi các bạn ạ. Ôi xương của Tiến này. Em hôm nay ăn cái này cơ. Xương luôn nhường hết cho anh. Đấy, giờ Tiến hôm nay sẽ nhường hết đồ khác cho Cường và Tiến chỉ ăn tôm thôi. Có cách rồi à? Rồi. Thiếu gì đó? Thiếu rau. À rau à? Không, rau bèo đấy hôm đó là ăn lẩu lươn thôi, còn không ăn lẩu lươn thì không ăn rau bèo đâu. Rau bèo thì tùy món lẩu em nào vào cũng ăn được. Ý là ví dụ mà cái lẩu tôm hùm này thì cho rau ngổ rồi bạc hà với rau giá đúng không? Lẩu lươn thì cho rau bèo đấy, thì mỗi một loại lẩu có một loại rau khác nhau. Đấy, em hiểu chưa? Được hết. Đó, ok, bây giờ mình sẽ không nói nhiều nữa và anh em mình sẽ đi chuẩn bị. Ở đây thì nhà mình đang đốt lửa trước gióm bếp để nhà mình linh trước xương các bạn ạ. Lấy nước dùng cho ngọt đã. Tiến mở ra cho xương vào đi em. Thả nhẹ nhẹ đôi bắn vào người ấy. Nhẹ nhàng thôi. Xong đợi vung lại để cho đợi nó xối thôi. Bên này thì anh em đang ngắt rau các bạn ạ. Ngắt rau để làm nguyên liệu cho vào nồi lẩu này. Ôi bạn ơi, bạn ngắt rau giá à? Tôi lần đầu tiên tôi thấy con người ngắt rau giá đấy. Cứ để này à bạn? Thì vẫn cứ để thế thôi, ăn tất cả mà. Từ cái đầu phải bỏ đi. Tôi bây giờ đúng hôm nay tôi lần đầu tiên tôi thấy con người ngắt rau giá là bạn đấy. bạn bỏ dẹp cái rau giá đi, không phải ngắt đâu, để chuyển sang cái khác cho tôi. Đây nhà mình sẽ làm đây, ngắt khá nhiều rau rồi ớt, cả chua, thái tất ra. Anh em mình còn cái tôm hùm ấy thì anh em mình chắc là để cả nguyên con rồi anh em mình cho thẳng vào lồi lấu luôn các bạn ạ. Anh em mình linh xương đã sủi được một lúc rồi các bạn ạ. Thì bây giờ anh em mình sẽ cho đồ gồm dứa và cà chua rồi ớt vào các bạn ạ. Gọi là cho nguyên liệu cay và ngọt vào trước rồi. Ôi giời ơi. Ây da. Ây da. Em đổ phát 3 gói luôn này.
cho hết luôn à anh? Ờ cho luôn hết 4 lọ sa tế vào luôn. Trời ơi, hôm nay này mắc cay rồi. Ngày nào cũng cay. Ê, nóng quá nhỉ. Đây bạn ơi. Bạn đảo lên đi. Thôi để tôi tay. Ôi, thế được, bạn cho tay vào xem nào. Bạn đóng bảo hiểm thôi cơ mà. À, bạn Lâm lại chỉ đùa một chút thôi các bạn ạ. À, nước nóng này thì không nên cho tay vào, có thể làm anh em bỏng tay đấy. Ôi, xui xui. Đỏ thế. Bây giờ anh em mình sẽ cho xúc xích, rồi cho chả cá và cho nấm hương vào các bạn ạ. À, đồng thời sẽ cho luôn cả tôm hùm vào luôn. Anh em mình sẽ cho hết mâm tôm hùm vào luôn. Nóng quá nhỉ. Dạ. Chả biết hôm nay rồi. Đầy mất lòi các bạn ạ. Rồi, đảo lên đi. Thế này đã gần đầy rồi, một lát nữa anh em mình cho thêm rau củ vào chắc là cũng đầy lòi luôn đấy. Nhìn tôm hùm lòi lanh phanh trong nồi mà đợi nó chín là anh em mình chuẩn bị thưởng thức thôi. Chả cá và xúc xích thì hiện tại đang lở bung bét hết cả rồi các bạn ạ. Thì bây giờ anh em mình sẽ cho rau cỏ vào thôi. À, cho vào đi, cho vào đi. Cho vừa vừa từng tí thôi, bởi vì nó rất là đầy lòi rồi. Nó lở ra rất là nhiều các bạn ạ. Đầy luôn một cái lòi này. Cho mỗi thứ tạm một tí thôi để xem nó thế nào đó. Cho vào, cho vào, cho vào. Hơi khói. Thế mà cho vừa rau giá rồi, bởi vì đấy mất nồi rồi. Cho cả lá chuối vào. Ủa. Ê, cho lá chuối á? Em có ăn được lá chuối không? Em cho lá chuối vào. Em tưởng đây cả lia rau. Được không? Chỉ mấy rau thôi, làm đảo lên đấy. Như mình chuẩn bị thưởng thức thôi. Mời quay lên nào. Vậy là anh em mình đã đến bước cuối cùng và anh em mình chuẩn bị được thưởng thức món lẩu tôm hùm khổng lồ này của anh em mình rồi. Bây giờ thì đợi một tí cho rau gọi là tái qua một chút là anh em mình bỏ ra để thưởng thức luôn thôi. Vậy là anh em mình đã hoàn thành nồi lẩu tôm hùm khổng lồ rồi các bạn ạ. Thì ngay bây giờ anh em mình sẽ bắt đầu thưởng thức thôi. Trong này thì tôm hùm đang nổi tué lue kìa rồi. Anh em bắt đầu thưởng thức nào. Thưởng thức đi. Trời ơi, là tôm à. Đây, đây. Cực. Xương gì đấy. Em có cách rồi. Ôi, đây rồi. Có cách gì đấy, có mẹo gì đấy. Chút nữa em sẽ bảo anh. À. Đấy, từ giờ nói lộn hết. À, thế ạ. Anh em mình thì ăn tôm đi nhỉ. Mình nghĩ ăn tôm ấy. Rất nhiều tôm trong đấy đấy. Anh ạ, thơm quá anh ạ. Thơm lưng luôn. Nè, thực sự là cái xúc xích này anh em mình bởi vì hôm nay cho vội quá nên nó lở bung bét hết cả da luôn các bạn ạ. Lở tué lue ra. Cái thau kia của Tiến chắc phải đựng được chục con tôm hùm đấy. hai thau đựng lửa. Hai thau này cho mỗi thằng hai cục xương nữa. Anh, em đi múc thế này nó không thiết thực. Thôi em cho cả và em vục phát lên. ok. Rồi bạn ơi cứ thưởng thức đi. Đâu tôm đâu thử bóc ra ăn xem nào. Lẩu tôm hùm mà toàn ăn xúc xích chứ kia thì kém quá, mấy thanh niên là kém quá. Lóng lóng, các bạn là lóng. Ôi, còn không ăn được tôm thì cứ thưởng thức xúc xích dần đi. Mình mời các bạn đi. Đây rồi các bạn này. Tôm đây chứ. Mời tất cả các bạn nè. Chấm nước canh. Dài, chắc, ăn ngon. Mình mời các bạn này. Xúc xích ngon quá. Tôi mẹ ngon lắm nhỉ. Mời tất cả các bạn nè. Mình ngồi ngoài nhìn đang rất là thèm các bạn ạ. Trong đồng tôm muốn ngon. Hút ngọt. Làm tí nước cho mấy. Mình nhìn thấy cái lòi lẩu này rất là cay các bạn ạ. Nhìn rất là đỏ luôn này các bạn ạ. Nhìn đỏ vãi cả trướng luôn. Thèm tôm quá, tính em bóc ngay con tôm. Dị ứng lại đòi ăn tôm. Em có cách rồi, em có cách rồi. Hôm nay em phải thử xem cái cách đấy nó có hiệu nghiệm không. Anh yên tâm, có xe anh em chuẩn bị dưới kia. Em mà dị ứng phát là anh em đưa em đi luôn. Anh ạ, em có thấy mỗi con xe bò ngoài đấy rồi. Kiểu kéo kịp lên viện nào. Được, mày kéo. Bệnh viện ngay gần đây mà, yên tâm. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu vào để thưởng thức món lẩu tôm hùm này con ạ. Nhìn cái lồi lẩu này rất là kích thích đôi mắt và cái miệng mình luôn. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu thưởng thức rồi. Bạn nói cho tôi múc được. À, bạn múc hộ tôi à? Lao đây. Ai chà. Cho tôi, đấy cho tôi xin. Ai chà.
để cho bạn con tôm này. Ít rồi, vào muộn đói. Mình mời tất cả các bạn nhá. Mặt sau nhìn không mà lại ăn ngon. Ngon chả bá. Ừ. Ừ. Bạn mà không kê 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 rồi. Bạn thấy tê chưa? Ai chà. Anh không ăn đi, chờ đợi gì nữa. Ui, ăn. Anh ơi, đừng ăn ăn xong lại nhưng mày xem nó có mùi dị ứng này. Dị ứng này. Thôi anh cứ ăn đi. Không, hình như con này tôm hùm này không có mùi dị ứng hay sao ấy. Nếu mà em quyết định ăn mà hôm nay con tôm hùm mà không bị sao, chứng tỏ cơ thể em rất là biết lựa chọn. Biết lựa chọn những loại mà giá trị. Đấy, nó như kiểu ý, đúng không? Thôi được rồi, em sẽ quyết định thử. Đằng nào thì xe cũng chở ngoài kia rồi, xong rồi cùng lắm thì anh em kia làm gì có xe, kia có mỗi con xe rùa nhưng mà chả đò thôi. Mấy anh em đẩy xe rùa đi luôn bệnh viện gần đây mà anh. Mình mời các bạn nhé. Nhìn anh em ăn thèm quá. Quyết định kỹ chưa? Chắc chắn anh ạ. Đây là ngon thật ạ. Ngon đấy ạ. Anh cũng phải bóc một con tôm này ăn thôi. Tôm này ăn được. Tôm này chứng tỏ cơ thể anh biết lựa chọn đấy. Mấy cái con ăn làm sao đã biết ngay được, một lát nữa mới thấy phản ứng nhá. Mấy cái loại tôm mà made in đậm thì anh một lát nữa khi sau khi mà anh mình đánh chén hết trong cái lồi này thì mới biết là có thể có biết dị ứng hay không. Thì em đi chỗ đông người vào nhá. Đi một mình dị ứng này ngất ra đấy. Không ai biết. Hình như không sao. Hình như không sao. Cháu chồng mang bát này bảo. Ủa? 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 Ăn gì đấy? Ăn kiểu gì đấy? Ăn thế sao đổ hết cho trèo toàn... Toàn đầu. Toàn đầu tôm. Đó là con tôm mà, toàn đầu tôm mà. Đây các bạn ạ, tiến đổ cho trèo toàn đầu tôm luôn này. Múc cái này khó khăn. Múc cái này khó khăn quá. Dồi ôi. Em múc này cho nhanh này ạ. Anh bó tay. Chịu rồi. Múc nó lâu anh ạ. Múc này ăn được nhanh. Thưa anh thấy múc thế thì vẫn không nhanh bằng bè múc này chứ. Bây em thích gì đúng không? Em múc phát là được luôn nè, ví dụ này là tôm này. Nhưng mà em múc một phát 3 con. Đấy sẽ được nhiều hơn. Ok, không tốt, không sao. Anh em cứ thử. Bạn ăn tôm đi. Đây tôi có rồi. Á chà. Úi giời ơi. Hung tôm. Thế ra hả? Thế là bóc canh con tôm. Ok. Đúng là lẩu tôm hùm, chỉ toàn thấy tôm hùm thôi. Anh lòng quá. À mà anh gọi cái tôm hùm này là tôm hùm gì? Baby. Tôm hùm như vậy, tôm hùm baby. Wow. Nghe nha. Trời ơi, sợ rồi. Anh xin, anh cảm ơn nhá. Okay. Ui rồi. Mùi ngon quá. Còn nước bên trong ngọt thế nhỉ? Quái quá. Nước bên trong tôm ngọt. Ai ui. Ui. Dũng hay là gọi nhá. Ngon. Đây đây tiến đây. Ôi anh ăn thế thôi, ăn nhiều. Anh cảm thấy ăn được thì em sẽ bốc cho anh ăn. Anh ăn nhiều quá ngại hết rồi chết. Trời vẫn còn mà. Còn. Mà anh nhìn không à? Đó. Vẫn nhiều luôn. Ngon. À muốn mâm rồi nhỉ? Mâm. Ăn đi. Ui giời. Ôi em. Đây. Ui ăn đi. Nhiều đấy. Ăn nhiều nha. Được. Ăn được đi. Bù cho những cái hôm mà em không ăn được các loại tôm kia. Thì em đã bảo đây rồi là... mấy cái loại tôm mà made in đầm vớ vẩn là em không ăn. Không ăn được thì ứng ngay. Ôi, vậy là anh con này em ngon thật. Anh ơi, có xương ấy anh, xương gì ấy. May quá, tiến rồi vừa đó, ra... đó ở đây may sót được một cái thân này. Ôi, Tiến này. Được chưa con không? Đây, sót được một cái thân. Sót ăn đi. Tiến vừa đổ vào anh. Hình như anh em đã đánh chén là cần hết tôm hùm rồi, giàu hết rồi bạn ạ. Hết rồi ạ? Hết rồi bạn ạ. Đây, đồ chà này. Nhiều thế, chưa hết được. Chắc là vẫn còn đấy, để ngoáy thêm. Đây dưới đáy này nha. Ơi, đây rồi, vẫn còn mày. Còn. Quái lắm thế. Từ nãy giờ ăn một đống bỏ mà vẫn chưa hết. Chưa, một mâm cơ mà. Ấy ổ lắm bạn. Làm cái gì ăn được cốt.
May mà hôm nay em ăn được tôm, hôm nay em không ăn được thì chắc là cũng lại thôi, lại hút nước cốt tiếp. Hôm trước anh mới bộ bảo hôm sau làm tôm tiếp mà, nhưng mà đèn quá tôm này em lại ăn được. Tại vì ngay lúc đầu em đã biết là anh bộ anh sợ em dị ứng tôm mà anh ấy chuẩn bị xúc tích và chả cá đây để không trừ khi là em không ăn được. Nhưng mà may quá hôm nay mới thử rồi. Vẫn chưa thấy có hiện tượng gì anh ạ. Bạn thấy hôm nay cái món lẩu tôm hùm này thế nào? Lần đầu tiên tôi được ăn lẩu lòi lẩu tôm hùm nhiều mà là to như thế này. Trước kia ăn chỉ có ví dụ một lòi lẩu hai con là nhiều ấy. Giờ chưa hẳn một mâm. Mọi người ăn lo tôm. Ngon quá, cay quá. Lòi lẩu các bạn bát của đồn trà toàn tôm là tôm, toàn đầu tôm các bạn ạ. Nếu có tiếng gò vào nữa. Hào đồn trà cho các bạn nào. Cái cảm giác đi. Cứ để đầu tôm đấy về mà linh cháo không sao ấy. À được, để còn nữa. Ôi, lần đầu tiên thì cũng ăn được ăn lòi lòi tôm hùm baby không lo này. Thì tôm hùm ăn rất là dai và ngon. Và thêm gia vị cay ăn trời se lạnh được ăn rất là tuyệt vời luôn. Ok. Tiến. Tôi thì lần đầu tiên được ăn lòi lẩu tôm hùm. Tôm hùm thì rất là nhiều cùng với các nguyên liệu khác, chả cá, xúc xích, rau rồi. Ăn nhưng mà thấy lo chưa? Hơi lo lòi. Hơi lo lòi, từ nãy hơi lo lòi. Em thì phải cả lòi này thì mới lo anh ạ. Okay. Hôm nay cho nhiều sao cũng thấy rất là cay các bạn. Cơ. Mà như lúc đầu cứ giờ hôm nay không thưởng thức tôm, anh cho quả xương to quá. Nồi lẩu em vừa cay mà em thấy mùi anh nấu đi cho rau ngổ, em thấy mùi rau ngổ rồi. Phải công nhận là tôm dai ngon ngọt thật ạ. Đúng là tôm hùm baby nó khác. Baby hả? Baby. Baby trẻ con nó. Ơ nhưng mà chú nó phải mang quả về linh cháo nhiều ấy lắm, nhiều canxi á. Em gan hết người đi đã. Sau một hồi như mình đánh chén ấy, thì bên trong này giống như là hết tôm hùm rồi các bạn ạ. Thì còn một chút đồ đây, chắc mình sẽ ăn lốt rồi như mình sẽ đi về. Còn bây giờ thì mình sẽ không làm mất thêm thời gian của các bạn nữa. Như mình sẽ dừng clip này ở đây. Nếu các bạn mà thấy clip này của anh mình hay thì các bạn đừng tiếc một lượt like, một lượt chia sẻ video để ủng hộ anh mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo.